rắn. Vào xin mời. Chú ý, mời vào. Bên này là phòng nuôi của chúng tôi. Phòng nuôi này của chúng tôi chắc là ở đây. Rắn đâu? Sao bừa bộn thế này? Đúng đó, tối qua tôi đến vẫn còn ổn thỏa mà. Rắn của tôi đâu? Rắn của tôi đâu rồi? Rắn của tôi đâu? Rắn của tôi đâu rồi? Thế này thì chúng ta xem cái gì nữa? Ở đâu rồi? Tâm huyết của tôi. Rắn của tôi đâu rồi? Tôi đã nói vụ làm ăn này không đáng tin mà. Còn không tin. Lại còn 10.000 tấm. Chắc một tấm cũng chẳng có. Con rắn này ăn thức ăn vào biến dị to quá rồi đó. Mọi người nhìn thấy chưa? Một con rắn khổng lồ như vậy có thể làm ra bao nhiêu chiếc túi da rắn. Tôi đã nói rắn có linh tính mà. Không được giết rắn, không được giết vật có linh tính. Ôi trời. Ôi mẹ ơi. Mau ra ngoài. Biến thái. Phòng tắm. Tôi nói cậu hay. Cậu mà dám chạy là tôi báo cảnh sát đấy. Tôi mà báo cảnh sát thì tính chất sự việc này của cậu sẽ khác đấy. Nghiêm trọng lắm đấy. Cậu sẽ bị bắt giam đấy nhé. Còn báo cảnh sát nữa, làm như bắt được tôi ấy.
Em yêu, anh đến rồi đây. Làm sao thế? Làm sao? Trắng, trắng, trắng. Không sao, không sao. Các bạn không cần sợ nhé. Con này là rắn đầu dẹt. Mặc dù rất độc, nhưng mà bình thường nó sẽ không chủ động tấn công người. Yên tâm đi, tôi đã kiểm soát được tình hình rồi. Ra ngoài, mau ra ngoài. Biến thái khốn nạn, đồ háo sắc. Tìm bảo vệ đi. Tìm bảo vệ, tìm bảo vệ. Tôi là bảo vệ mà. Đồ vô ơn. Tiêu rồi. Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi. Các em quá giờ rồi. Báo cáo giám thị. Trong lần sát hạch này, em đảm nhiệm vai trò tiếp viên trưởng, có tình hình muốn báo cáo. Nói đi. Trong lần sát hạch này, Lý Mộng Na không nghe theo chỉ huy, tự ý hành động, dẫn đến việc mọi người bị quá giờ thi. Em cho rằng giữa tiếp viên với nhau không cần cạnh tranh mà cần hợp tác. Giám thị, em. Đúng rồi đó giám thị. Nếu không phải do Lý Mộng Na tự ý cứu Tiểu Nhu thì chúng em cũng không quá giờ. Đúng đó giám thị, bọn em đều thấy rất oan uổng à. Tiểu Nhu, là vậy sao? Tiểu Nhu à, không sao đâu, cứ mạnh dạn nói nhé. Vâng. Phối hợp nhóm. Giám thị, cô nghe em. Sau này trong công việc, quan hệ xã giao mà em phải đối mặt sẽ phức tạp hơn bây giờ rất nhiều. Nếu ngay cả tình hình hiện tại em cũng không giải quyết được thì sẽ không thể trở. Đi thôi. Thật hả? Cậu thì sao? Vậy tốt quá, tôi vẫn chưa có. Trốn đi đâu rồi? Tìm ở đâu bây giờ? Mở cửa ra, cứu giới. Có ai không? Mở cửa, cứu tôi với. Có ai không? Phòng tắm. Ôi trời ạ, sao vẫn là chỗ này vậy? Mở cửa ra. Có ai không? Cứu tôi với. Cứu tôi với. Có ai không? Cứu tôi với. Cứu giới, có ai ở đó không? Mau tới đây đi. Cứu tôi giới. Làm sao thế? Cứu tôi, trắng, sao thế? Trắng. Ôi mẹ ơi. Đi thôi. Chân tôi nhũn ra rồi. Anh vẫn ổn chứ? Không sao. Vậy anh có thể thả tôi xuống không? Xin lỗi cô. Xin hỏi anh tên gì? Tôi tên siêu nhân. À không, không phải Lưu trong lưu manh, nhân trong siêu nhân. Tôi Lưu siêu. Cảm ơn anh. Tôi tên Mộng Na. Lưu siêu, tìm thấy người chưa? Cậu hai, à không, đội trưởng nhạc, cậu mau đến phòng thay đồ của khu huấn luyện một chuyến. Xảy ra chuyện lớn thật rồi, hết.
Rắn đâu? Vừa nãy nhiều rắn lắm mà. Sao lại hết rồi? Sao có thể thế này được? Siêu à, cháu mơ mơ màng màng kiểu gì đấy? Cậu nói bao nhiêu lần rồi? Làm người có thể không có bản lĩnh, nhưng mà không thể không có tiền đồ. Không phải đâu cậu hai, thật sự nhiều rắn lắm, cực kỳ nhiều. Mà còn là rắn đầu dẹt kịch độc. Lucille nói thật đấy à, những con rắn đó trông không bình thường, mà còn tấn công người nữa. Tôi nghĩ bây giờ mọi người ở trong trường đều rất nguy hiểm. Được, cậu tin. Nhưng hai đứa muốn làm gì? Bảo cậu thông báo hiệu trưởng, sơ tán toàn... Hiệu trưởng, sẽ không có. Chạy đi, mau mau lên, mau chạy đi. Chạy đi, không sao chứ. Mau mau mau. Mọi người đừng hoang mang, đừng lo lắng, đừng xô đẩy nhau. Các thầy cô và sinh viên vui lòng rời đi có trật tự. Sasha, còn ngay ra đó làm gì? Mau gọi điện. Chuyện này, các bạn sinh viên, chúng ta trải qua huấn luyện ngày này qua ngày khác, chính là để ứng phó với tình huống đột phát như thế này. Tôi tin rằng mọi người có thể chung tay vượt qua khó khăn, cũng mong mọi người tin tưởng tôi, nghe lời chỉ huy, rời khỏi trường học. Các bạn, chúng ta mau đi, đừng náo loạn. Các bạn ơi. Các bạn, bình tĩnh lại. Mau chèo thuyền, giống như bình thường chúng ta huấn luyện ấy. Được, mọi người cùng nhau làm. Nhanh lên. Nhanh. Nhanh lên. Nào, gắng sức lên. Mau, mau đứng dậy, đi mau. Cứu thế giới, mau chạy đi. Mau chạy về cái túc xá. Chạy mau. Chạy mau lên. Mộng Na. Mộng Na. Siêu, sao anh có rắn kìa? Đằng sau anh. Tôi không sao. Anh mau nhìn phía sau đi. Lưu Siêu, anh nghe tôi nói.
Siêu, Lưu Siêu chạy mau đi, Lưu Siêu chạy nhanh đi, chạy nhanh lên Lưu Siêu, chạy mau, chạy đi, mau đứng chạy, chạy đi, chạy mau đi Lưu Siêu. Cậu hai, cậu hai, cậu hai, cậu không sao chứ? Cậu hai, sao cậu quay về đây? Sao cậu quay về đây? Không vì cháu thì vì ai? Cháu đã nói đến thế rồi mà còn không quay lại, cậu còn là cậu cháu không? Giờ làm sao? Chúng ta phải rút lui sang phía đối diện, tụ hợp với bọn họ, sau đó nghĩ cách thoát ra ngoài. Tụ hợp kiểu gì? Cái thứ đó chạy nhanh như thế, chúng ta ra đấy chạy không được mấy bước đã bị nó ăn rồi, còn tụ họp kiểu gì? Nhìn gì đấy? Có cách rồi à? Cách gì? Có rắn, cậu hai, cậu hai, mau lùi lại, mau lùi lại. Cậu thấy rồi, to phết đấy. Sao cháu quay lại? Có rắn hả? Gì cơ? Mau lùi, lùi lại, lùi lại. Đi, đi, đi. Đi, đi. Mau đi, mau đi. Đi mau. Lùi đi chứ cậu hai. Đằng sau có rắn, đằng sau có rắn. Làm sao giờ? Trung, trung nó xuống. Trung. Ôi mẹ của tôi ơi, ôi mẹ ơi, mẹ tôi ơi. Siêu, điện thoại Siêu, điện thoại kia, điện thoại rơi rồi. Cậu hai, cậu hai, đi thôi. Đi, 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 đi mau. Cậu hai, cậu đừng động đậy chứ. Cậu có động đậy đâu. Đừng động đậy nữa. Có động đậy đâu. Rắn, rắn. Em yêu, có muốn chơi thêm trò kích thích không? Chơi gì? Chờ anh nhé. Rắn, rắn, rắn. Có rắn, có rắn. Tên háo sắc, quá trời cậu trốn ở đây à? Cậu nói ai háo sắc? Nói cậu đấy, bỏ bạn trai tôi ra. Cậu nói lại lần nữa, nói cậu đấy, bỏ bạn trai tôi ra. Thằng chó canh cửa này, bỏ bạn trai tao ra. Còn là một tên, đủ rồi, đừng ồn ào nữa. Giờ là lúc nào rồi? Buông tay ra. Gì mà lúc nào rồi? Tự xuống mà xem. Tôi, Angela, chị Mã Tô, chị Mã Tô, hai đứa không sao chứ? Không sao ạ. À? Nào các bạn,
Mọi người nhanh chóng thay bộ đồ tiện đi lại đi. Đi thôi. Mọi người nói xem rắn từ đâu ra nhỉ? Nghe nói gần đây có chỗ nuôi rắn, bắt rất nhiều rắn quang để làm túi da, còn dùng thức ăn trái pháp luật nữa. Đúng là mất trí rồi mới làm ăn kiểu này. Đúng đó. Sau này không mua túi da làm từ động vật hoang dã nữa. Không ngờ anh cũng chu đáo ghê. Đúng lúc da tôi đang khô, cho tôi mượn đi. Anh làm gì đó? Anh điên à? Rắn sợ mùi hương có tính kích thích. Tôi chia rượu sang các chai nhỏ chia cho mọi người, để đuổi rắn phòng thân. Lúc cần thiết còn có thể làm bình đốt cháy. Cái này đắt lắm, không được đổ. Chai này đắt hơn, càng không đổ được. Thế mấy cô bảo tôi xem được đổ chai nào. Vậy cái này đi. Cái tên bảo vệ quen này. Đền tôi serum dưỡng da bản giới hạn đi. Tên trai thẳng nhà anh. Đền tôi lướt qua bản giới hạn. Đền, anh ta có đền nổi không? Nghèo kiết xác. Này tên nhà quê, anh biết không? Chọn bừa một cái trong chỗ này cũng bằng cả tháng lương của anh đấy. Làm theo tôi nào. Tay trái tay phải là một động tác chậm. Anh thần kinh à? Điên à? Anh yêu, còn không mau gọi cho đội cứu hộ. Em không thể nào ở dưới đám người này thêm nữa. Rồi rồi rồi, không cần quan tâm cậu ta. Giờ anh gọi đây. Alo, đội cứu hộ à? Các anh làm ăn kiểu gì thế? Sao vẫn còn chưa đến? Đường núi bị lở, phải 2 tiếng nữa mới tới. Các bạn phải kiên trì ở yên trong nhà, đừng di chuyển ra ngoài. Cứu em với! Các bạn đừng đi, đừng đi. Các bạn còn có 2 tiếng thôi là đội cứu hộ đến rồi. Chỉ 2 tiếng thôi. Mau, mau quay lại. Nhanh lên. Nhanh lên. Mau, mau lên. Mau, mau, mau lên. Mau lên. Siêu, siêu, siêu. Siêu, đi mau đi, siêu. Nhanh lên. Chị Mộng Na, cứu em với. Uyển Du, đi thôi. Chị Mộng Na. Mộng Na, Mộng Na. Chị Mộng Na. Uyển Du, nghe tôi nói, nghe tôi nói này. Không kịp đâu, cô không cứu được cô ta đâu. Cô mà đi, cô cũng sẽ chết đấy. Uyển Du, Uyển Du, đi mau. Đi. Còn ngay ra đó làm gì, chạy đi. Chia cái này ra, có thể xua đuổi rắn. Còn không, đừng tranh nhau. Rắn khổng lồ sắp tới rồi, chúng ta phải làm sao đây? Vào căn phòng phía trước, men theo cửa sổ sang nhà ăn. Đây là tầng 5 đấy. Cậu leo cao thế làm gì? Sao cậu biết được? Má nó. Nhanh chạy đi. Chạy mau. Đứng dậy đi. Chạy nhanh lên, nhanh lên. Mau, mau lên. Nhanh lên. Chạy nhanh lên. Đóng cửa. Mau tìm xem có thứ gì làm dây thần được không. Mau lên. Dây thần, tìm dây. Dây, dây thần. Quần áo có được không? Ở đây, nhanh lên. Mộng Nga, cô cũng đi đi. Nhanh lên, thắt vào, thắt vào. Còn cái này nữa. Nhanh lên. Mau lên đi. Nhanh lên. Nhanh. Đưa hết cho tôi. Này này. Mau lên. Ngay ra làm gì? Mau xuống đi. Nhanh lên. Nhanh lên đi. Đi mau đi chứ. Lề mề cái gì? Đi mau. Mau, mau xuống đi. Anh mau xuống đi. Xuống mau. Nhanh lên. Tôi không chống đỡ nổi nữa. Nhanh.
Mau lên, mau xuống đi. Để tôi, để tôi. Cậu hai, đi đi. Cháu phải làm sao? Ôi mẹ nó, đi đi. Cậu hai, đón lấy. Đi đi, đi, mau chạy. Vào trong, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh. Cô không hề có bạn, cô đi chết đi. Tôi thật sự không hiểu anh thích Mã Tô ở điểm gì. Rõ ràng cô ta đối xử với anh như vậy. Tôi biết cô ấy chỉ thích tiền của tôi. Nhưng phụ nữ các cô đều thích cái đó còn gì. Tôi nghĩ anh vẫn không hiểu Mã Tô lắm. Cô ta thật sự không chỉ thích tiền của anh đâu, mà còn thích tiền của nhiều người khác nữa. Anh hiểu chưa? Tôi nghĩ có người thích hợp hơn ngồi ở ghế phụ lái của anh. Em yêu, em yêu, em nghe anh giải thích, cút. Còn khốn này, Mã Tô, tôi chịu hết nổi cô rồi đó. Cô đáng ghét thế nào, tự cô không biết à? Không cần tôi nói, cô tự đi soi gương là biết. Xem lại bộ dạng của cô đi. Cô tưởng cô có bạn thật sự sao? Không có. Cô là cái thái gì chứ? Cô chẳng là cái gì hết. Không ai thích cô cả. Cô không hề có bạn, cô đi chết đi. Sao thế, sao thế? Trắng, trắng. Tránh ra, tránh ra. Chạy, chạy mau. Mau lên, mau lên. Chạy mau. Chạy nhanh lên. Nhanh lên. Đuổi theo, đuổi theo. Đi mau lên, đi mau lên, đi mau lên. Nhanh lên. Nó sắp đuổi kịp rồi. Nhanh, nhanh. Nhanh lên, tránh ra. Mau, mau, mau. Mau lên chứ. Mau lên đi cậu hai, mau lên. Lái xe mau lên, mau lên. Nó đến rồi. Nhanh lên. Lưu Siêu, nhanh lên. Mau lên. Mau lên đi. Đưa súng cho tôi. Mau lên đi. Có đi được không thế? Mau lên. Mau lên đi, mau lên. Đừng giục nữa, đừng giục nữa. Nhanh lên, nhanh lên. Siêu, được rồi. Mau lên đi thôi. Mau lên đi thôi. Đi. Đi mau, đi mau. Đi mau đi. Lái nhanh lên đi. Nhanh lên. Lái nhanh lên đi. Nhanh lên. Nhanh lên. Đừng giục nữa. Đi mau lên, đi mau. Mau lên. Đi đi chứ. Đi đi. Siêu, ông làm gì đó? Mau lái đi chứ. Cậu lại làm trò dớ dẫn gì nữa? Cậu cũng không biết, không khởi động được nữa. Nó đuổi tới rồi. Chạy nhanh đi, chạy đi. Nhanh lên, nhanh lên. Đi mau lên. Mau, mau lên.
Đây là xe thương vụ 7 chỗ cậu nói à? Cậu lấy mạng người ra đùa giỡn đấy à? Lưu Siêu, tránh ra cho tôi. Đừng đánh nữa. Lúc nào rồi còn đánh? Anh buông ra cho tôi, cút ra. Bỏ ra Lưu Siêu, bỏ ra, bỏ ra, bỏ ra. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Buông tay ra. Lưu Siêu. Lưu Siêu, buông ra. Buông tôi ra. Lý Mộng Na, cô cút ra cho tôi. Đừng đánh nữa, là lúc nào rồi còn đánh nhau. Tránh ra. Em yêu, mau cứu anh. Không phải em thích nhà ở cạnh biển sao? Anh cho em nhà, cứu anh. Nghĩ cách đi. Chạy đi, chạy. Chạy nhanh lên, nhanh lên. Họ đi trước, cậu dụ nó đi. Cậu về đây cậu hai. Cậu chỉ là bảo vệ, cậu chỉ canh cổng thôi. Làm màu làm gì, đừng đi. Cậu sẽ chết đấy, cậu hai. Siêu, cả đời này cậu không có tiền đồ gì. Để cậu có tiền đồ một lần đi. Cậu phải làm siêu anh hùng. Cậu cũng là siêu anh hùng rồi. Mở đèn. Đánh. Mộng Na. Tốt quá. Cuối cùng cũng chết rồi. Tiết Lâm. Dương Thanh.
anh. Mộng Na, Lưu Siêu, Lưu Siêu, thực hiện kế hoạch B, Lưu Siêu. Mộng Na, châm lửa. Tôi không làm được. Tôi chết tốt hơn mọi người đều chết. Châm lửa.